Vâng, sau đây em chính chào tất cả các bác đang xem video này. Đây là video em giới thiệu ba con lọc equalizer BRS3000. Đây là một con equalizer ở trong phân khúc tầm trung của Mỹ, rất là hay nha các bác, mạnh mỹ và các bác, nó có chức năng rất là tuyệt vời. Thứ nhất là như những con lọc khác thì chúng ta có cân bằng bass mic check ở bình cần gạt ở trên, cân chỉnh từng giải tầng rất là rộng, và thiết kế của nó lên đèn rất là đẹp nha các bác, rất là đẹp. Em nói sử dụng điện 120V, có đèn cần, đèn nước. Và cái hay ở dòng BRS3000 này, ở phân khúc là 7.500.000, thì chúng ta có thể sử dụng nó làm rè. Có nghĩa là sao? Có, vì con equalizer này nó sẽ có hỗ trợ cho chúng ta là hai volume lớn nhỏ cho hai bên, có nghĩa là hai volume tăng cường bass lớn nhỏ cho hai bên, nên là có thể dùng làm rè khi các bác đang có những con đẩy mà hiện tại thì đang ghép với những dòng loa boss, là những dòng loa JB, dòng loa cao cấp, loa full, để cần một con rè nghe nhạc và có thể can thiệp vào canh chỉnh bass chép để nghe nhạc mạng, thì đây là một con equalizer vừa các bác có thể tăng cường chép mic bass vân vân, và có thể làm rè. Có nghĩa là khi đó cái đẩy chúng ta không liên quan gì tới volume nữa, tăng cường volume từ con này hay lớn nhỏ từ con equal này. Đấy. Những con equalizer nó có cái chức năng là làm rè volume cho hai kênh này, nó rất là tiện nha các bác, rất là tiện. Nên là những dòng BRS3000 được rất là nhiều anh em săn lùng và lựa chọn. Đây là ba con em đấu giá bay về kho hậu luôn nha các bác. Vẫn giá là 7.500.000 đã bao gồm phí ship. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, là còn 7.300.000. Sau đây mời các bác xem chi tiết sản phẩm nhé. Ba con này hoa hậu luôn, đồ đẹp là như thiếu thùn thôi. Trên 95% về mặt tiền của nó đẹp kiến công thôi nha các bác. Con nào cũng như nhau nên nó một giá nha. Đẹp kiến công luôn. Trong lanh cành đào nha. Một thiết kế rất là hài hòa. Giữa hai bên cần tinh chỉnh và đèn nước chính giữa rất là hài hòa. Khi chúng ta ghép nối với những con ly hoặc là những con đẩy nó cũng rất là đẹp, tại vì mèo này là mèo đen, đen phay nha các bác, nên là nó phù hợp với tất cả những dòng đẩy ở thị trường bây giờ, hay là những con bao nghi nhạc, hay là phía bên hông của ba con rất là đẹp nha các bác. Mới kẹt đây là phía bên hông, còn lại phía bên trái đây. Các bác thấy độ mới của nó nha, không tì vết luôn nha các bác. Đây là những sản phẩm để các bác sưu tầm, bác nào sưu tầm thì alo cho em. Đây là phía sau của em nó. Nó là hàng Mỹ nên là sẽ có cái tem là UL, cái tem UL nha các bác. Equay 3000, BRS 3000. Đây là đường tín hiệu ra vào, input output, đường cắm kém tín hiệu nha các bác. Bác nào yêu thích con những con BRS 3000 này thì alo cho em. Sau đây em sẽ lấy từng con xuống để các bác xem được cái nóc bên trong. Cái nóc đây này, mới lắm nha các bác, không một tì vết luôn nha. Vâng, sau đây mời các bác xem phía trên nóc này. Đấy. Đồ đẹp trên 95% đấy nha các bác. Đây là những sản phẩm từ Mỹ về, đấu giá về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, nên các bác chỉ thấy được cái độ mới, độ kèn rất là đạt tiêu chuẩn luôn. Các bác nào khó tính nhất thì cũng có thể sử dụng những sản phẩm này, vì nó đồ đẹp rất là hoàn hảo từ bên ngoài mặt tiền cho đến xung quanh, nó là một tuyệt tác, không một tì vết luôn nha các bác. Có thấy những cái nắp lưng này nó đẹp. Bên hông hồi nãy em quay cho các bác rồi, em còn ba con BRS 3000 và hiện tại thì đang về tiếp nha các bác, tại vì những con này em đấu giá về rất là nhiều để phục vụ các bác, vì âm thanh nó hay ở cái phân khúc này và có chức năng làm rè nó tuyệt vời. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nào yêu thích những sản phẩm của Mỹ thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. BRS Equay 3000 giá 7.500.000 đã bao gồm phí ship, bác nào chỉ còn đủ em bớt 200.000, còn 7.300.000.